ATM Lucky, Hải Long Land, Mix Group đồng hành cùng chương trình. Mới đây, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa Xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Dự án được thực hiện trên diện tích là gần 40.000 m2 với tổng vốn đầu tư là hơn 1.300 tỷ đồng. Trải qua các thời kỳ, thành phố dần mở rộng địa giới hành chính, kinh tế xã hội liên tục phát triển, đạt được nhiều thành tựu. Nhưng áp lực tăng dân số cơ học nhanh tại một số địa bàn, tại một số quận huyện nên nhu cầu về các thiết chế văn hóa phục vụ đối tượng thanh thiếu nhi thủ đô ngày càng cấp thiết. Cung Thiếu Nhi Hà Nội được xây dựng trên lô đất thuộc khu công viên và hồ điều hòa công viên 1. Khu đô thị mới quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm là một vị trí rất thuận lợi về giao thông, là địa bàn thích hợp để xây dựng công trình. Công trình khi hoàn thành sẽ kết nối với các công trình kiến trúc xung quanh, tạo cảnh quan hài hòa với khu vực công viên Hồ Điều Hòa, công viên 1. Cung Thiếu Nhi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu biểu diễn văn hóa văn nghệ của thanh thiếu nhi thủ đô, tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy những tài năng tương lai của đất nước.